Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 11, Quốc hội đã thông qua 3 luật gồm luật căn cước, luật nhà ở sửa đổi và luật tài nguyên nước sửa đổi. Theo đó, sẽ thu thập thêm thông tin mống mắt thẻ căn cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đây là những quy định mới trong luật căn cước và luật nhà ở sửa đổi. Luật căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm sau, đã bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người với các trường hợp khuyết tật hoặc vân tay bị biến dạng. So với luật căn cước công dân năm 2014, trường thông tin về quê quán vân tay không cần thể hiện trên thẻ căn cước. Để tránh gây phiền hà cho người dân, luật quy định trường hợp chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Còn với luật nhà ở sửa đổi quy định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê. Nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là nguồn tài chính công đoàn. Về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để bán, mua, cho thuê được quy định trong luật này sẽ do chính phủ quy định chi tiết đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Luật cũng phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân. Luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2025 để đảm bảo đồng bộ với luật đất đai sửa đổi sẽ được thông qua trong kỳ họp Quốc hội tiếp theo. Cho ý kiến vào dự thảo luật thủ đô, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo nên bổ sung những chính sách đặc thù để phát triển đô thị theo hướng phát triển giao thông công cộng, mô hình TOD. Chính sách đặc thù trong thu hút và trọng dụng nhân tài, cũng như có chính sách đặc thù trong bảo tồn và phát triển văn hóa Thăng Long Hà Nội. Chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Trước đó, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật tài nguyên nước sửa đổi với tỷ lệ tán thành 94,74%.